Tiểu đường có phải là căn bệnh của nhà giàu hay không? Thì lúc còn bé, bác sĩ Duyên rất là hay nghe mọi người nói đó là tiểu đường thì chỉ có nhà giàu mới mắc thôi, chứ mình nghèo cái này làm sao mà mắc tiểu đường? Hay là nói là tiểu đường đó là bệnh nhà giàu. Và lúc đó thì bác sĩ Duyên cũng không hiểu là tại sao mọi người lại nói như vậy. Và cho tới khi mà mình vào học trường y và mình tìm hiểu các bệnh lý ấy, thì mình mới hiểu ra rằng tiểu đường thì nó sẽ có hai loại, hai tiếp, đó là tiếp 1 và tiếp 2. Thì tiếp 1 ấy là do tuyến tụy của chúng ta, cái tụy ở trong cơ thể của chúng ta không sản xuất được insulin, cho nên là khi mà chúng ta ăn đường vào trong máu thì máu nó sẽ tăng cái lượng đường máu, hay còn người ta gọi là tiểu đường. Thì tiểu đường tiếp 1 ấy là do tuyến tụy của chúng ta đó là không sản xuất được insulin, cho nên là gây nên cái bệnh tiểu đường. Và tiếp 1 ấy thì thường là do bẩm sinh hoặc là do các cái bệnh tự miễn gây ra, và nó không tránh được, và thường tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tiếp 1 thì nó rơi vào khoảng là 10%. Có nghĩa là cứ 10 người mắc bệnh tiểu đường thì khả năng sẽ có một người mắc bệnh tiểu đường tiếp 1, và nó giống như là dạng di truyền, bẩm sinh hoặc là do bệnh tự miễn nhé. Còn tiểu đường tiếp 2 thì sao? Tiểu đường tiếp 2 thì tuyến tụy của chúng ta vẫn có thể sản sinh được insulin. Tuy nhiên là tế bào của chúng ta lại đề kháng với insulin và làm cho insulin không đưa được đường vào các tế bào. Cho nên là khi cơ thể của chúng ta ăn đường vào thì đường nó vẫn ở trong máu, cho nên là đường máu rất là cao, nên chúng ta gọi là tiểu đường tiếp 2. Và tiểu đường tiếp 2 ấy, thì nguyên nhân là do ăn uống quá nhiều chất béo này, hoặc là rất là nhiều chất đường bột, ví dụ như là ăn tinh bột quá nhiều đó, hoặc là thói quen chúng ta thức khuya nhé, thức khuya cũng có thể là mắc bệnh tiểu đường nhé. Ít vận động, không tập thể dục thể thao, thường gặp nhất đó là ở những người là thừa cân này, béo phì. Và tiểu đường tiếp 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể là phòng tránh được nha. Và tỷ lệ tiểu đường tiếp 2 thường chiếm đến 90% trên tổng số người mắc bệnh tiểu đường. Có nghĩa là cứ 10 người mắc bệnh tiểu đường thì sẽ có 9 người là mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Và điều bác sĩ Duyên cảm thấy rất là lo ngại đó chính là cái tỷ lệ tiểu đường tiếp 2 của chúng ta càng ngày càng nhiều và càng ngày càng trẻ hóa ra. Và nó lại không phải là mắc bệnh ở nhà giàu mà ai cũng có thể là mắc bệnh, bởi vì là càng ngày chúng ta càng bận rộn nhiều hơn, không có thời gian tập luyện. Kèm theo là đó là chúng ta hay ăn thức ăn nhanh này, đồ chiên xào này, thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là tiểu đường tiếp 2 tăng nhiều hơn. Và cũng có thể là công việc của chúng ta áp lực hơn, cho nên là cuộc sống của chúng ta bị stress nhiều hơn, cũng ít ngủ hơn, cho nên nó cũng tăng cái tỷ lệ mắc tiểu đường tiếp 2. Và càng ngày thì tiểu đường tiếp 2 nó sẽ không ảnh hưởng đến nhà giàu nữa, mà là nhà nghèo cũng mắc bệnh tiểu đường tiếp 2, mà cũng không phải là người già nữa, mà bây giờ người trẻ cũng có thể là mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Cho nên là nó có thể là mắc ở bất kỳ ai và bất kỳ người nào luôn. Cho nên là chúng ta cần phải làm gì? Cần phải duy trì một cái lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn, và để chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn, phòng tránh bệnh tiểu đường được tốt hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau phòng tránh bệnh tiểu đường tiếp 2 nhé. Bởi vì như bác sĩ Duyên nói là tiểu đường tiếp 2 chúng ta có thể phòng tránh được.